kính cận nó bị mờ, bị đục thì phải làm sao? Hello các anh chị, hôm nay tiếp tục chia sẻ với anh chị những cái lý do mà thường xuyên chúng ta đang gặp phải. Anh chị ơi, mình có sử dụng hay chưa sử dụng thì đây là một cái điều mà chúng ta cũng hay gặp phải khi có khi nó mờ. Nhưng mà đa số thì các anh bị mờ chưa biết về lý do gì. Và thì hôm nay có câu hỏi là kính cận nó bị mờ, bị đục thì phải làm sao? Bây giờ mình phải biết rằng cái nguyên nhân nào nó dẫn đến bị mờ, bị đục. Thì trong cái trường hợp này chúng ta xác nhận lại xem có đã bao lâu rồi chúng ta đi đo mắt hay chưa, đi khám mắt hay chưa. Đấy là chúng ta cần phải xác định rằng sau 6 tháng thì nên đi kiểm tra, nên khám lại. Có thể là chúng ta sẽ để lâu quá chưa khám thì lúc này nó sẽ bị mờ, nó bị đục. Điều thứ hai nữa mà chúng ta cần phải xác định rằng là cái kính đó chúng ta đeo lâu rồi thì nó có bị xước hay không. Nếu nó bị xước thì cũng là một trong những nguyên nhân. Hay là chúng ta đeo lâu rồi trong cái quá trình mà tăng cái độ lên là cũng dẫn đến khi mà mờ. Rồi thêm nữa là chúng ta coi khi chúng ta đeo như vậy nó có bị bám cái hơi nước hay là bị bám dầu mỡ hay vân tay gì đấy, thì đó là cũng là cái cách dẫn đến cái kính nó bị mờ. Còn thêm vài cái nguyên nhân nữa, chẳng hạn như là đôi khi sức khỏe chúng ta nó đảm bảo ổn định thì không sao, còn ngày nào mà đó chúng ta làm việc nhiều ngày đến lúc mà chúng ta thấy có vấn đề thì đấy là cái mắt của chúng ta cần kiểm tra lại, đó là về sức khỏe. Còn cái nguyên nhân mà sâu nữa mà ít xảy ra nhưng chúng ta cũng không nên chủ quan là cái bị vấn đề gì ở trong mắt, khi nó bị này nhãn áp hay là nó bị đục thủy tinh thể hay là nó có bị lỗi gì ở trong phần phía sau thì chúng ta nên kiểm tra lại, kiểm tra khám mắt 6 tháng định kỳ hàng năm thì chúng ta sẽ biết được là lý do vì sao. Khi mà chúng ta tổng hợp lại, chúng ta có vài cái lý do chúng ta xác định được là vì sao nó bị mờ, bị đục. Và đây chúng ta nên kiểm tra lại những chỗ, nếu như mà những cái mà chúng tôi đưa ra thấy nó hoàn toàn không có bị ảnh hưởng gì thì chúng ta sẽ xem lại cái phần cuối cùng là kiểm tra sâu về mắt. Thông thường thì các anh chị bị đục, bị mờ thì chúng ta có một cái chỗ này này, đặc biệt là cái chỗ mà khi sử dụng cái sản phẩm đó, nếu mà anh chị đang dùng bình thường nó rõ, đến bây giờ nó mờ, nó đục thì coi cái thời gian của cái tuổi thọ cái sản phẩm đó nó còn phù hợp hay không. Có những dòng nó chỉ dùng được 3 đến 4 tháng, có những dòng nó dùng 6 tháng hay là đến 1 năm, có nhiều dòng thì lại dùng được cả trên 1 năm nó vẫn trong, vẫn nhìn rõ. Thì đấy là cái mà sản phẩm chúng ta đang hướng đến. Thì trong quá trình mà chúng ta dùng thì chúng ta lựa chọn cái nào cho nó phù hợp để được thời gian dùng lâu hơn. Rất là nhiều các bạn đang ở xa, rất là xa, mỗi lần di chuyển đến các cái trung tâm để mà làm được mắt kính thì đấy là một quãng đường khá là dài, mất thời gian, sau đó đeo về nó bị đục, bị mờ. Thế thì chúng ta nên kiểm tra lại ở cái phần này. Rồi, một cái phần nữa mà chúng ta nên kiểm tra ở đây là tránh trường hợp khi chúng ta đeo cái kính mà khác độ của chúng ta. Khi chúng ta đeo mới đầu thì nó dễ, nó rõ, nó phù hợp, nhưng đâu đó vài tháng sau nó sẽ bị mờ, là do cái đấy đeo khác độ nhiều quá hoặc là đeo thấp độ nhiều quá dẫn đến nó dễ bị tăng, thì lúc này nó sẽ bị mờ, bị đục. Các anh chị khi mà chúng ta tham gia, chúng ta hiểu biết ở cái video này nó sẽ giúp cho anh chị có hướng đi. Thì có một số, tôi biết rằng có một số anh chị sẽ đi kiểm tra khám để biết được rằng mình bị vấn đề nào mà điều chỉnh. Có một số thì anh chị vẫn để nó dùng tiếp tục và cái khả năng nó tăng độ lên rất là cao khi mà chúng ta vẫn cứ sử dụng cái kính nó bị mờ. Với 8 năm qua chúng tôi đã làm việc chuyên sâu về cái dòng mắt kính này, những cái dòng nào thì chúng tôi đưa ra trên thị trường làm sao để phục vụ nó tốt nhất. Và hiện nay chúng tôi cũng phục vụ gần như là 50.000 khách hàng ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thì nếu anh chị ở gần đây thì anh chị có thể ghé thì chúng tôi kiểm tra với trang thiết bị máy móc hiện đại, là những cái công nghệ mới chúng tôi đưa vào để giúp cho anh chị rõ ràng hơn, chính xác hơn và kiểm tra nó đỡ mất thời gian hơn. Còn nếu mà anh chị ở xa thì đến những cái trung tâm gần nơi anh chị đang sinh sống hay là các bệnh viện để chúng ta kiểm tra và biết được rõ được cái thông tin. Có thông tin rồi anh chị có thể comment ở phía dưới gửi thông tin cho chúng tôi sẽ tư vấn cho anh chị kỹ hơn về cái điều này. Rất là nhiều anh chị khi mà chưa biết được cái này để lâu làm cho mắt nó sẽ tăng độ và nó dẫn đến bị lé,
hay bị mờ, thậm chí nó bị nhược thị. Và nếu chúng ta đang xem, chúng ta phải chia sẻ cái video này cho nhiều người biết thêm. Anh chị subscribe vào kênh đi, những video sau tôi gửi đến cho anh chị là anh chị sẽ nhận được sớm nhất để xem những thông tin giúp cho mình làm sao bảo vệ được đôi mắt. Có một câu chuyện muốn chia sẻ cho anh chị hiểu như thế này. Tôi gặp một cái anh đấy khi còn trẻ, mắt anh rất là sáng. Sau khi mà đi chơi, đi giao lưu thì chúng ta quên rằng để bảo vệ đôi mắt, và cái đôi mắt vô tình bị một cái bệnh gì đó mà làm cho anh đấy mờ hết một bên, nó bị sẹo. Chơi ấy, nó bị va chạm tai nạn, nó bị sẹo. Thế là anh vẫn chưa bảo vệ đôi mắt và mình nghĩ rằng mình nhìn thấy rõ là rõ được một bên. Thế sau vài tháng và hiện nay cái mắt bên kia nó cũng mờ đi luôn. Anh ấy nhìn không có thấy gì cả, và chúng ta chỉ đưa cái gì đến nó anh sờ vào và anh cầm đút vào miệng ăn, còn lại là chưa nhìn thấy. Đó là những cái gì mà nó xảy ra trong cuộc sống chúng ta chưa biết được. Nếu mà anh chị cũng biết được rằng đôi mắt là quan trọng đối với công việc chúng ta thì chúng ta hãy làm điều này sớm hơn để bảo vệ đôi mắt mình trước khi nó xảy ra sự cố. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Có điều gì cần hỗ trợ anh chị comment ở phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.